bạn đến với kênh 1% mỗi ngày. Hôm nay là một ngày tuyệt vời để chúng ta cùng nhau chinh phục những mục tiêu mới. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu 7 thói quen tạo nên sự thành công. Đây là những thói quen đơn giản nhưng rất hiệu quả, đã được nhiều người thành công trên thế giới áp dụng. Hãy cùng bắt đầu nhé! Các bạn thân mến, bạn có bao giờ cảm thấy như mình đang bị cuốn đi trong cuộc sống, không biết mình đang đi đâu về đâu? Bạn có bao giờ cảm thấy như mình đang lãng phí thời gian vào những việc không đâu? Đó là lý do tại sao việc lên kế hoạch mỗi ngày lại rất quan trọng. Khi bạn có một kế hoạch rõ ràng, bạn sẽ biết chính xác mình cần phải làm gì, vào lúc nào. Điều này giúp bạn sử dụng thời gian tốt hơn, tập trung vào những việc quan trọng và đạt được mục tiêu một cách nhanh chóng. Hãy tưởng tượng cuộc sống của bạn như một con thuyền. Nếu không có bánh lái, con thuyền sẽ trôi dạt trên biển. Kế hoạch mỗi ngày chính là bánh lái, giúp bạn định hướng cho cuộc đời mình, đưa bạn đến thành công. Vậy làm thế nào để lên kế hoạch mỗi ngày hiệu quả? Rất đơn giản. Hãy bắt đầu bằng cách xác định 3 đến 5 việc quan trọng nhất bạn cần hoàn thành trong ngày. Sau đó, sắp xếp thời gian hợp lý cho từng việc. Hãy nhớ, kế hoạch của bạn không cần phải quá cứng. Hãy linh hoạt thay đổi kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế. Quan trọng nhất là bạn phải kiên trì thực hiện kế hoạch của mình mỗi ngày. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, ví dụ như dành 15 phút mỗi sáng để lên kế hoạch cho ngày mới. Dần dần, bạn sẽ hình thành thói quen lên kế hoạch và cảm nhận được sự thay đổi tích cực trong cuộc sống. Hãy nhớ, thành công không phải là điểm đến, mà là một hành trình. Và hành trình đó bắt đầu từ những kế hoạch cụ thể, rõ ràng. Bạn biết không? Có một người bạn tuyệt vời luôn sẵn sàng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và truyền cảm hứng cho bạn. Đó chính là sách. Đọc sách hàng ngày là một trong những thói quen quan trọng nhất giúp bạn phát triển bản thân và đạt được thành công trong cuộc sống. Hãy tưởng tượng bộ não của bạn như một miếng bọt biển. Mỗi cuốn sách bạn đọc giống như một giọt nước, giúp đưa kiến thức và tư duy mới mẻ vào tâm trí bạn. Càng đọc nhiều sách, bạn càng mở rộng hiểu biết của mình về thế giới xung quanh, về con người và về chính mình. Đọc sách không chỉ giúp bạn tích lũy kiến thức, mà còn giúp bạn rèn luyện khả năng suy nghĩ, phân tích và giải quyết vấn đề. Khi đọc sách, bạn sẽ được tiếp xúc với những quan điểm, góc nhìn khác nhau, từ đó hình thành cho mình cách suy nghĩ phản biện, sáng tạo và độc lập. Vậy làm thế nào để tạo thói quen đọc sách hàng ngày? Hãy bắt đầu bằng cách chọn những cuốn sách phù hợp với sở thích và mục tiêu của bạn. Đừng ngại thử những loại sách mới, bạn sẽ bất ngờ với những điều thú vị mà mình khám phá được. Hãy dành ít nhất 30 phút mỗi ngày để đọc sách. Bạn có thể đọc sách vào buổi sáng sớm, trước khi đi ngủ, hoặc bất cứ khi nào bạn cảm thấy thoải mái nhất. Hãy biến việc đọc sách thành một thói quen, một niềm vui trong cuộc sống. Hãy nhớ, kiến thức là sức mạnh, và đọc sách là chìa khóa giúp bạn mở ra cánh cửa của tri thức. Bạn muốn có một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng để vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống. Bí mật nằm ở thói quen tập thể dục thường xuyên. Tập thể dục không chỉ giúp bạn giữ gìn vóc dáng cân đối, mà còn mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe thể chất và tinh thần. Khi bạn vận động, cơ thể sẽ sản sinh ra endorphin, hormone hạnh phúc, giúp bạn cảm thấy vui vẻ, yêu đời và giảm căng thẳng hiệu quả. Tập thể dục thường xuyên cũng giúp tăng cường sức đề kháng, phòng ngừa bệnh tật, ngủ ngon hơn và làm việc hiệu quả hơn. Hãy chọn một môn thể thao mà bạn yêu thích, có thể là chạy bộ, bơi lội, yoga, tập gym. Hãy biến việc tập luyện thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của bạn. Bạn không cần phải dành quá nhiều thời gian cho việc tập luyện. Chỉ cần 30 phút mỗi ngày, 3 đến 5 buổi mỗi tuần là đủ để bạn cảm nhận được sự thay đổi tích cực của cơ thể. Hãy nhớ, một cơ thể khỏe mạnh là nền tảng vững chắc cho mọi thành công trong cuộc sống. Chương 4. Bạn có biết, những người thành công nhất trên thế giới thường có một điểm chung, đó là thói quen dậy sớm. Dậy sớm cho bạn thêm thời gian để làm việc, để rèn luyện bản thân và để tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Hãy tưởng tượng mỗi buổi sáng thức dậy, bạn có thêm 1 đến 2 tiếng đồng hồ so với mọi người. Khoảng thời gian yên tĩnh, trong lành của buổi sớm mai là lúc bạn có thể tập trung cao độ để hoàn thành công việc, học tập, đọc sách
hoặc đơn giản là nhâm nhi tách cà phê và ngắm nhìn bình minh. Dậy sớm giúp bạn thiết lập một đồng hồ sinh học khoa học, ngủ ngon hơn, tăng cường năng lượng và sự tập trung cho cả ngày dài hoạt động. Hãy bắt đầu bằng cách chỉnh đồng hồ báo thức sớm hơn 15 đến 30 phút mỗi ngày. Dần dần, bạn sẽ quen với việc thức dậy sớm hơn và cảm nhận được những lợi ích tuyệt vời mà nó mang lại. Hãy nhớ, thành công không chờ đợi bất kỳ ai. Hãy thức dậy và bắt đầu chinh phục ngày mới từ sớm mai. Chương 5. Thói quen thiền định và thư giãn. Trong cuộc sống bận rộn ngày nay, việc dành thời gian để thư giãn và chăm sóc sức khỏe tinh thần là rất quan trọng. Thiền định là một phương pháp hữu hiệu giúp bạn giảm căng thẳng, lo âu, tăng cường sự tập trung và tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn. Hãy tưởng tượng tâm trí bạn như một mặt hồ. Khi tâm trí bạn bị xáo trộn bởi những suy nghĩ tiêu cực, mặt hồ sẽ trở nên gợn sóng và bạn khó lòng nhìn thấy được những điều tốt đẹp xung quanh. Thiền định giống như một làn gió nhẹ nhàng thổi qua mặt hồ, giúp xua tan những gợn sóng, trả lại cho bạn một tâm hồn thanh thản, an yên. Thiền định không phải là một điều gì đó quá cao siêu hay phức tạp. Bạn có thể bắt đầu bằng cách dành 5 đến 10 phút mỗi ngày để ngồi thiền, hít thở sâu và tập trung vào hơi thở của mình. Hãy kiên trì thực hiện, bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi tích cực trong tâm trí và cơ thể mình. Bạn sẽ thấy mình bình tĩnh hơn, sáng suốt hơn và kiểm soát được cảm xúc tốt hơn. Hãy nhớ, một tâm hồn an yên là nền tảng vững chắc cho mọi thành công trong cuộc sống. Chương 6. Thói quen học hỏi liên tục. Trong thế giới ngày nay, kiến thức và kỹ năng luôn thay đổi rất nhanh. Để thích nghi và thành công, bạn cần phải liên tục học hỏi, trau dồi kiến thức và nâng cao kỹ năng của bản thân. Hãy tưởng tượng cuộc sống như một cuộc đua marathon. Nếu bạn dừng lại để nghỉ ngơi, bạn sẽ bị bỏ lại phía sau. Học hỏi liên tục giúp bạn tiến về phía trước, vượt qua mọi thử thách và đạt được mục tiêu của mình. Học hỏi không chỉ giới hạn trong trường lớp, mà còn ở mọi lúc, mọi nơi. Bạn có thể học từ sách báo, từ Internet, từ những người xung quanh và từ chính những trải nghiệm của bản thân. Hãy luôn giữ cho mình tinh thần ham học hỏi, cầu tiến. Đừng ngại thử thách bản thân với những kiến thức và kỹ năng mới. Hãy biến việc học tập thành một thói quen, một niềm đam mê trong suốt cuộc đời bạn. Hãy nhớ, học hỏi không bao giờ là muộn. Hãy bắt đầu từ hôm nay để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Chương 7. Thói quen tự đánh giá và cải thiện bản thân. Để tiến bộ và hoàn thiện bản thân, bạn cần phải thường xuyên tự soi xét, đánh giá bản thân một cách khách quan và trung thực. Hãy nhìn lại những gì bạn đã làm được, những điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, để từ đó rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra kế hoạch phát triển bản thân tốt hơn. Hãy tưởng tượng bạn là một người nghệ sĩ đang tạo ra một tác phẩm nghệ thuật. Tự đánh giá bản thân giống như việc bạn lùi lại một bước để quan sát tác phẩm của mình từ một góc nhìn khác. Từ đó nhận ra những điểm cần chỉnh sửa, hoàn thiện để tác phẩm của mình trở nên hoàn hảo hơn. Hãy dành thời gian để nhìn lại bản thân sau mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng. Hãy tự hỏi bản thân, hôm nay mình đã làm được gì tốt? Mình có thể làm gì tốt hơn? Mình cần phải cải thiện những gì? Hãy ghi chép lại những suy nghĩ, những bài học kinh nghiệm của bản thân. Điều này sẽ giúp bạn theo dõi sự tiến bộ của mình theo thời gian và duy trì động lực để tiếp tục phát triển bản thân. Hãy nhớ, không ai là hoàn hảo. Quan trọng là bạn phải nhận ra điểm yếu của mình và không ngừng nỗ lực để hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hy vọng rằng 7 thói quen mà chúng ta vừa cùng nhau khám phá sẽ giúp các bạn tạo nên sự thay đổi tích cực trong cuộc sống và đạt được nhiều thành công hơn nữa. Đừng quên nhấn like và subscribe để không bỏ lỡ những video hữu ích tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.